Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel YouTube Mọt Kim. Hi guys, welcome back to Mọt Kim's channel. Để tiếp tục loạt video cốt truyện Resident Evil, chúng ta sẽ tiếp bước cùng với các nhân vật chính lật đổ âm mưu phá hủy thế giới bằng vũ khí sinh học của tổ chức Neo Umbrella. Resident Evil 6 là phần rất đặc biệt trong toàn bộ dòng Kim. Khi lần đầu tiên mạch truyện đa tuyến tính trải dài với 4 câu chuyện diễn ra song song và xen kẽ lẫn nhau. Vậy nên trong video này, gia đình Mọt Kem sẽ sắp xếp thứ tự các câu chuyện theo một mạch thống nhất để các bạn có thể dễ dàng theo dõi nhé. Resident Evil 6, sự trỗi dậy của Neo Umbrella. Resident Evil 6 có đến 4 phần chơi chính và mỗi nhóm nhân vật lại hé lộ một phần tổng thể của câu chuyện. Mỗi nhóm nhân vật chính sẽ phải đối đầu với những kẻ thù và mục tiêu khác nhau. Tuy nhiên, tất cả tuyến truyện được lồng ghép đan xen nhau nên sẽ gây hiểu lầm hoặc khó hiểu cho game thủ nếu không tìm hiểu kỹ. Theo các chuyên mục đánh giá thì Resident Evil 6 là phần có cốt truyện hay nhất trong cả series. Mặc dù vậy, game vẫn có vài lỗ hổng đáng tiếc trong cách xây dựng tình huống. Nếu mà các bạn theo dõi hết loạt video cốt truyện Resident Evil 6 của Bọt Game thì sẽ hiểu tại sao Bọt lại đối như vậy. Trước tiên, chúng ta hãy cùng bắt đầu với nhân vật Chris Redfield trong mạch truyện nhé. Sau sự kiện ở châu Phi và cái chết của Wesker, hiểm họa về vũ khí sinh học cũng đã lắng xuống một thời gian. Tuy nhiên, chẳng được bao lâu thì BSAA nhận được tin tình báo về một mối hiểm họa mới mang tên gọi là Trouble. Vì vậy, Giáng sinh năm 2012, một đội đặc nhiệm BSAA do Rick Redfield chỉ huy đang tiến công vào Erdodia để dập tắt mối hiểm họa. Theo thông tin nhận được thì cuộc nội chiến tại Erdodia diễn ra được 2 năm. Quân đội dậy hầu như đã chiếm gần hết các thành phố. Lẽ ra không có gì đáng nói nếu như không có sự xuất hiện của những sinh vật đột biến tham gia vào cuộc chiến. Trên thực tế thì một tổ chức khủng bố với tên gọi là Neo Umbrella đứng sau vụ việc này, lợi dụng tình hình hiện tại để thử nghiệm mẫu C-Virus mới được hoàn thiện. Song song với lúc này, chúng ta sẽ nhìn thấy Sherry Birkin cũng đang ở Erdodia. Cô bé cây đào sống sót sau sự kiện tại thành phố Raccoon giờ đã lớn và trở thành một thành viên của đội Division of Security Operations, hay được gọi tắt là DSO. Cô đang theo dõi một nhóm khả nghi, bọn chúng tiêm vào người thứ thuốc gì đó được bảo rằng sẽ khiến chúng trở nên dũng mãnh và bất khả chiến bại. Thứ đó không gì khác hơn là chủng C-Virus mới được đem tới đây bởi chính Adawan. Sherry chỉ kịp nhìn thấy bọn chúng biến đổi và bỏ chạy. Josh Buehler xuất hiện với tình trạng chán nản, cậu vốn là thành viên của quân đội tự do ở Erdodia. Cậu bị tấn công bởi một trong những kẻ biến đổi vừa nãy nhưng dễ dàng khống chế hắn. Lúc này Sherry xuất hiện, cô nàng chính xác đang đi tìm kiếm cậu vì kỳ thực, máu của Josh có chứa thứ vaccine có thể chống lại C-Virus. Nhưng trước hết, cả hai cần phải tìm cách thoát ra khỏi chiến trường rực rỡ ở đây trước đã. Nếu các bạn vẫn còn thắc mắc Sherry là ai, thì đây chính là con gái của William Birkin, người đã tạo ra C-Virus, cũng như là gián tiếp gây ra thảm họa tại thành phố Raccoon 15 năm về trước. Sherry được cứu thoát khỏi bởi Blair và Leon. Cô bé được nuôi dạy dưới sự bảo trợ của Derek Simon. Ông ta là nhà cố vấn của Tổng thống Hoa Kỳ. Với một người như là Simon thì đây là cơ hội tốt để tiếp cận dòng máu có chứa C-Virus của Sherry. Vì vậy, hắn đã âm thầm thực hiện các thí nghiệm từ máu của Sherry trong nhiều năm qua. Nhận thấy mối hiểm họa từ vũ khí sinh học có thể gây ra những điều khủng khiếp. Vì vậy, Sherry quyết định tham gia Division of Security Operations, một tổ chức chính phủ được thành lập để điều tra và chống lại các âm mưu khủng bố sinh học. Đến thời điểm này, C-Virus sắp hoàn thành đã được thử nghiệm trên toàn thế giới và đã gây ra thảm họa tại Erdodia. Sherry nhận được lệnh xác định vị trí của Josh Buehler, con trai của Albert Wesker, và đưa anh ta trở về Hoa Kỳ với mục đích lấy mẫu máu để nghiên cứu vaccine. Quay trở lại hiện thực, Josh chấp nhận hợp tác với điều kiện chính phủ Mỹ phải trả cậu 50 triệu đô la. Sau khi thỏa thuận xong thì cả hai cùng hướng đến điểm hẹn của trực thăng mà không biết rằng Josh bị bám đuôi bởi một sinh vật BOW quái đản có tên là Ustranok. Còn quái vật này được tạo ra bởi nữ tiến sĩ Carla Radams thuộc tổ chức Neo Umbrella. Nó là kẻ sống sót duy nhất trong 322 đối tượng thí nghiệm. C-Virus thành công trong việc biến đổi Ultranoth thành một cỗ máy giết người hiệu quả. Nó có thể chịu được gần như mọi tác động ngoại lực với khả năng phục hồi cao và sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ được giao bằng mọi giá. Vì ngoài Sherry ra, Neo Umbrella cũng biết dòng máu của Josh có khả năng kháng virus và anh ta chính là mục tiêu của họ.
Josh và Sherry đã vận dụng tất cả những gì có thể để thoát khỏi sự truy đuổi của con quái vật. Quay trở lại với nhóm PSAA, họ phải đối mặt với đám quân nổi dậy có khả năng biến đổi thành quái vật. Chưa hết, việc chiến đấu còn khó khăn hơn khi mà B.O.W. Orman xuất hiện. Nó cũng là một sản phẩm khác từ C-Virus. Mặc dù to lớn và có sức mạnh kinh hồn, nhưng mà sinh vật này khá vụng về chậm chạp. Sau một hồi chiến đấu, nó bỏ chạy vì không thể chịu đựng nổi hỏa lực của đội PSAA. Sau sự kiện tại dinh thự Spencer năm 2006, đội ám ảnh bởi việc bất tích của Joe. Mặc dù hiện tại Rhys biết Joe hiện đã an toàn, nhưng nỗi sợ bất đi người đồng đội ngày càng lớn dần theo năm tháng. Vì vậy, anh không bao giờ bỏ tất cả ai trong đội của mình, cũng như là luôn đảm bảo tất cả sẽ sống sót. Đó là ưu tiên hàng đầu của anh. Tiến sâu hơn vào trung tâm thành phố, họ vô tình gặp Sherry đi cùng với một người lạ mặt. Qua giới thiệu thì Rhys nhận ra Sherry chính là cô bé mà Blair đã cứu thoát 15 năm về trước tại Rackham. Phía Diffan ngay lập tức nhận ra Josh là lính đánh thuê cho phe địch nên có thái độ dè chừng. Nhưng Sherry cho hay Josh lúc này đã dưới sự bảo hộ của chính phủ Mỹ. Rhys đồng thời thấy gương mặt của Josh rất quen thuộc nhưng không thể nhớ ra đã gặp cậu ở đâu. Cuộc trò chuyện bị gián đoạn khi con quái vật Audubon lại xuất hiện một lần nữa. Cả hai nhóm cùng nhau hạ gục con quái vật và phá hủy 3 khẩu pháo phòng không để hỗ trợ máy bay đáp xuống. Rhys đưa tọa độ điểm đến cho các phi công để đưa Sherry cùng Josh trở về với trụ sở DSO. Fear không hề đồng ý với đội trưởng về việc giúp đỡ gã lính đánh thuê. Bất chấp sự xác nhận của Sherry, cậu cho rằng vì những gã Josh nên thế giới mới đầy rẫy đủ quái vật như bây giờ. Rhys gạt bỏ lời phàn nàn của phụ tá và tiếp tục nhiệm vụ điều tra tại tòa thị chính. Bên trong tòa nhà có hàng chục thứ từng là con người bị bao bọc trong những chiếc kén kỳ lạ. Để có một đội cảnh gác ở sảnh chính, Rhys, Pierre cùng Pin tiếp tục đi xem xét xung quanh. Đó là thời điểm mà họ nhận ra những chiếc kén kia nở ra lũ sinh vật quái dị tấn công cả chấm. Sau khi tiêu diệt hết kẻ thù, họ bắt gặp Edwin. Cô ta tỏ vẻ vô tội và cho hay toàn bộ những sự việc đang diễn ra đều được giật dây bởi một tổ chức có tên là Dio Umbrella. Rhys ra định cho một thuộc cấp của mình phải giám sát và giữ an toàn cho Ada. Trải qua nhiều năm chiến đấu với kẻ xấu đã dạy cho anh rằng không phải ai cũng có thể tin được, kể cả người phụ nữ này. Cô ta quá bình thản trước sự việc đang diễn ra. Đó không phải là phản ứng hợp lý của một cô gái bình thường. Quay về sảnh chính thì lúc này tất cả các chiếc kén ở đây cũng nở ra một bầy quái vật. Cả chớm đành rút lui theo con đường mà Ada hướng dẫn. Nhưng không ngờ quyết định này đã đưa đội PSAA vào chỗ chết. Cô ả đã lừa bẫy để toàn bộ đồng đội của Rhys bị tiêm virus. Họ lập tức bị biến dạng và chết một cách đau đớn ngay trước mặt người đội trưởng. Chưa dừng lại ở đó, chiếc kén của Pin nở ra một con quái vật và đó tiến bước đến con mồi. Lúc này, Rhys không thể bóp cò súng vì anh nghĩ rằng thứ kia vẫn còn là đồng đội của anh. Nhưng con quái vật không hề nghĩ như vậy. Nó chụp lấy Rhys như một con rối và tấn công với những đòn ác hiểm. Anh được cứu thoát bởi Fear, nhưng sau khi chấn thương, cũng như một cú sốc vừa rồi khiến Rhys không còn nhớ những gì đã diễn ra tại Odoria nữa. Về phía Josh và Sherry, mọi thứ cũng không hề suôn sẻ như họ tưởng. Chiếc chuyên cơ bị tấn công bởi Ultranok, chưa kể đến việc đó được hỗ trợ bởi những chiếc trực thăng bám theo phía sau. Cả hai người bạn cùng chống trả quyết liệt, nhưng kết quả vẫn chẳng khả quan hơn là mấy. Họ rơi xuống một hẻm núi lạnh giá. Tỉnh dậy, giữa những gì còn lại của chiếc chuyên cơ, Josh nhận ra Sherry bị thương khá nặng khi một mảnh vỡ máy bay găm vào người cô. Mặc dù đau đớn nhưng mà Sherry vẫn để cho Josh rút mảnh vỡ ra khỏi người. Thế nhưng bất ngờ thay, cô có thể tự phục hồi vết thương một cách nhanh chóng. Đây chính là khả năng bất ngờ của G-Virus còn trong người cô tự tạo ra. Bây giờ nhiệm vụ chính của cả hai là thu thập lại những chiếc USB chứa thông tin về máu của Josh. Sau khi tìm đủ những chiếc USB thì cả hai đã đụng độ với sinh vật Ultranok một lần nữa. Có vẻ con vật này không hề biết bỏ cuộc là gì. Sau một trận chiến căng thẳng thì cả hai người cùng hạ gục được Ultranok và bỏ chạy ra ngoài hầm mỏ. Còn chưa kịp vui mừng thì họ lại bị một nhóm Treble phục kích, đồng thời Ultranok tấn công phía sau, bất ngờ khiến Sherry bất tỉnh nhân sự, còn Josh thì bị khống chế. Edwin xuất hiện cùng đám thuộc hạ. Qua cuộc đối thoại thì chúng ta biết chính cô nàng đã cung cấp C-Virus cho Josh cùng đám quân nổi dậy. Đồng thời, Eder tiết lộ với Josh rằng Wesker chính là cha của cậu. Vì thế mà cậu được di truyền những khả năng đặc biệt, nhất là dòng máu đang chảy trong huyết quản. Chúng ta hãy tìm hiểu một chút về anh chàng Josh Buehler trước khi tiếp tục đi sâu hơn vào cốt truyện nhé.
Jess Buehler, được sinh ra tại Odoria và sống cùng mẹ, có thông tin cho rằng năm 1991, mẹ của cậu từng sống ở Mỹ và trải qua một cuộc tình ngắn ngủi với Albert Wesker. Chính Albert còn không hề biết việc hắn có một đứa con trai. Quay trở lại với Jess, thì cậu được nuôi dưỡng và dạy dỗ, luôn phải tôn trọng cha của mình, mặc dù cậu còn không biết cha mình là ai. Khi Jess được 8 tuổi thì cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi mẹ cậu gã bệnh và cả nhà phải sống trong cảnh nợ đần. Vào năm 15 tuổi để giúp đỡ mẹ, Jess đã đăng ký làm lính đánh thuê và được huấn luyện kỹ năng sống sót cũng như là chiến đấu. Khác với bạn bè cùng trang lứa, cậu có một cơ thể cường tráng khỏe mạnh và hồi phục rất nhanh cho dù có bị thương nặng đến đâu đi chăng nữa. 2 năm sau, Jess cùng các đồng đội của mình ra khỏi vùng lãnh thổ đất nước và hoạt động tại Nam Mỹ. Tuy nhiên, họ bị phục kích khiến cả đơn vị phải bỏ mạng. Với kỹ năng chiến đấu của mình, Jess may mắn sống sót sau sự kiện đó. Sau đó, cậu phát hiện ra chính người chỉ huy đã phản bội và chỉ điểm gây ra cái chết của những người đồng đội. Từ đó, Jess mất niềm tin vào người khác. Cậu chẳng quan tâm gì ngoài việc chiến đấu vì tiền. Đến năm 2012, Jess quay trở về quê hương của mình tại Odoria và không hề biết The Family, một gia tộc quyền thế ở Mỹ, đang theo dõi cậu. The Family đã bắt Mueller làm đối tượng thí nghiệm cho C-Virus. Việc bấu của Jess có kháng thể chống C-Virus có thể mở ra một khả năng chọn lọc cho các chủng đột biến vượt trội một cách tự nhiên. Trong khi đó, chính phủ Hoa Kỳ lại tìm cách tiếp cận Jess vì bấu của cậu rất quan trọng trong việc điều chế vaccine. Cuối năm 2012, nữ tiến sĩ Carla Radams là một cá nhân kiệt xuất của tổ chức The Family đến Odoria và cung cấp mẫu C-Virus cho các chiến binh nổi dậy với lời dối trá rằng đây là thuốc tăng cường sức đề kháng. Đúng như dự đoán, Jess cũng được tiêm virus vào người, nhưng cậu đã miễn nhiễm, trong khi những người còn lại đột biến thành trouble và tìm cách tiêu diệt người nào đó không bị nhiễm C-Virus như họ. Đó cũng là lúc mà Sherry Birkin theo lệnh của DOS tìm cách tiếp cận Jess vì mục đích tạo ra vaccine. Các sự kiện ở năm 2012 đã kết thúc, giờ chúng ta hãy tiếp tục với dòng sự kiện mới ở năm 2013, bắt đầu với nữ gián điệp Adawan ngày 27 tháng 6 trước vụ khủng bố ở Tornos. Ada đột nhập vào một chiếc tàu ngầm ở phía bắc Atlantis, vì trước đó cô được Saipan liên lạc bằng một thiết bị tối tân. Hắn gợi ý cho cô về vị trí chiếc tàu ngầm vì nó có thông tin liên quan đến cô. Là một gián điệp như Ada không thể cưỡng lại được sự tò mò, vì thế cô đã tiếp cận chiếc tàu để tìm hiểu sự việc. Cô tìm được một chiếc máy chiếu chứa yêu cầu nhiệm vụ dành riêng cho mình, nhưng nó lại được phát đi từ 6 tháng trước và cô rõ ràng không biết gì về nhiệm vụ này. Cho đến lúc này, Ada vẫn chưa hiểu được điều gì đang diễn ra. Sau đó, Saipan gợi ý cho Ada rằng sẽ có một cuộc tấn công vũ khí sinh học vào Hoa Kỳ, tiếp theo là Trung Quốc và thậm chí ra toàn thế giới. Và người làm việc đó không ai khác chính là Ada Wong thuộc tổ chức Neo Umbrella. Điều đó cho thấy Saipan muốn đổ hết bộ tội lỗi lên đầu của Ada. Tất nhiên, Ada không ngồi yên một chỗ để người khác chơi đùa với mình như vậy. Ngay lập tức cô hướng đến Hoa Kỳ vào ngày 29 tháng 6. Giờ thì chúng ta quay trở lại với Leon, bắt đầu với cuộc hội thoại giữa Tổng thống Hoa Kỳ và Leon S. Kennedy. Theo như những gì diễn ra trong đoạn cắt cảnh này, thì chúng ta được biết Tổng thống Adam Benford muốn công bố cho toàn thế giới biết về việc chính phủ Hoa Kỳ từng tài trợ cho vụ án vũ khí sinh học của Umbrella trước sự kiện bùng phát đại dịch sát sống năm 1998 tại thành phố Raccoon. Giờ ông muốn chịu một phần trách nhiệm mà người đứng đầu chính phủ lúc đó đã làm, với hy vọng sẽ gây dựng lòng tin và kêu gọi sự ủng hộ liên minh giữa các quốc gia khác nhau chống lại mối hiểm họa vũ khí sinh học. Tuy nhiên, cố vấn an ninh quốc gia Derek Lifford Simons lại bác bỏ ý tưởng này. Theo cả thì nếu công bố cho toàn thế giới biết Hoa Kỳ từng tiếp tay cho Umbrella và gây ra thảm họa tại thành phố Raccoon, thì cả nước Mỹ sẽ mất đi sự ủng hộ của đồng minh. Chưa kể đến việc Simons đang tham gia một dự án vũ khí sinh học, nếu sự thật được công bố thì sẽ có một cuộc điều tra về các hoạt động của chính phủ. Lúc này Saipan là người hứng chịu hậu quả nhiều nhất. Đó là lý do bà cả quyết định lên kế hoạch ám sát Tổng thống Adam tại trường đại học Ivy, nơi ông dự định chính thức thẳng thắn về những việc xảy ra tại thành phố Raccoon nhiều năm trước. Khung cảnh đã đưa chúng ta đến hiện tại vào ngày 29 tháng 6 năm 2013. Lúc này trước mặt Dion là người bạn đồng thời cũng là Tổng thống Adam đã trở thành xác sống. Mặc dù đã trải qua rất nhiều cuộc chiến sống còn, tuy nhiên lúc này anh không thể xuống tay với Tổng thống cũng là bạn của anh. Thứ kia không bàn đến lời nói của Dion, nó chọn nữ đặc vụ Harper làm mục tiêu. Đến phút cuối, vì sự ác quy của Hedda Harper, nên anh đành xuống tay bắn hạ Adam. Sau khi đã hoàn hồn lại,
Helena úp mở rằng tất cả sự cố này đều do lỗi của cô. Leon lập tức thay đổi thái độ cảnh giác với cô, thì một cuộc gọi tới máy của Helena, đó là Hurrigan. Cô giải thích rằng Helena đã đặt vụ ngầm của tổ chức hoạt động gần cả năm nay, đồng thời muốn cả hai cho biết tình hình hiện tại. Ngập ngừng một lúc, cuối cùng Leon thú nhận rằng anh vừa mới giết tổng thống. Ngay lập tức, Helena đối đỡ là do tổng thống bị nhiễm bệnh và Leon buộc phải làm như thế để cứu cô. Hurrigan dường như bị sốc vài giây trước những gì vừa nghe được. Rồi ngay sau đó, cô lấy lại bình tĩnh để hướng dẫn cả hai thoát khỏi khu vực bị nhiễm. Nhưng Helena báo cáo rằng Leon có thông tin của kẻ đứng sau vụ khủng bố này tại nhà thờ Tol Os. Sau khi đối xong, cô nhìn Leon với ánh mắt vác đài hy vọng anh sẽ ủng hộ cô. Mặc dù dè chừng trước nữ đặc vụ, nhưng Leon vẫn quyết định hỗ trợ Helena với hy vọng có thể tìm ra kẻ chủ mưu sau vụ tấn công này. Hurrigan đồng ý hỗ trợ cả hai đặc vụ tìm đến nhà thờ để điều tra. Trên đường chạy thoát khỏi ngôi trường, cả hai bắt gặp một người khác cũng đang chạy trốn. Ông cho hay thứ sư mù nào đó đã gây ra chuyện này và ông đang tìm con gái của mình. Họ đã thực sự tìm ra đứa con gái ấy, nhưng cô bé bao chóng biến thành zombie và giết luôn người cha. Leon cùng Helena chạy thoát và phát hiện toàn bộ thôn Oz đã bị lây nhiễm. Những con quái vật đột biến bởi C-Virus xuất hiện tràn lan khắp đường phố. Leon và Helena vừa cố gắng cứu những người sống sót, vừa cố chạy thoát khỏi đây. Lúc này, Hurrigan cho hay tổ chức Neo Umbrella đã lên tiếng xác nhận cuộc tấn công sinh học là của bọn chúng. Chẳng thể hiểu nổi tay tài xế lái xe kiểu nào mà lại tông thẳng vào con zombie. Lẽ ra tên ngốc đó có thể né nó và tiếp tục chạy vì chẳng có ai được theo phía sau để phải gấp gáp cả. Dù gì thì tai nạn nhảm nhí đó cũng đã xảy ra, khiến chiếc xe rơi xuống vực. Hầu hết những người khác đều bị thần chết rước đi, nhưng lại quên mất hai đặc vụ. Đó là lý do tại sao cả hai lại sống sót một cách thần kỳ sau cú rơi định mệnh. Họ tiếp tục tiến vào thánh đường và nhận ra có hơn chục người đang đánh nạn ở bên trong. Hai đặc vụ phối hợp cùng nhau để giải mã và mở ra lối đi bí mật nằm bên trong bệ thờ. Ngay khi lối đi bí mật mở ra, thì một sinh vật có tên gọi là Lefortica xuất hiện ở đường hầm. Đây là loại quái vật đột biến vô tình được tạo ra bởi thí nghiệm của Kala thuộc tổ chức The Family. Trên cơ thể quái vật chứa rất nhiều virus dạng khí. Khi bị tấn công hoặc tấn công nạn nhân, virus được phát tán ra bằng hàng chục lỗ khí trên cơ thể. Bất kỳ người bình thường nào đứng gần đều bị biến đổi thành xác sống trong vài giây ngắn ngủi. Sau khi tiêu diệt xong con quái vật, thì cái giá phải trả là hàng chục người trú ẩn ở đây đã phải chết. Tiếp tục khám phá khu vực bên dưới, Leon cùng người đồng sự phát hiện ra cơ sở nghiên cứu bí mật dưới lòng đất của Neo Umbrella tại nơi này. Điều đó có nghĩa là tổ chức khủng bố vừa giết tổng thống có căn cứ nằm ngay tại trung tâm nước Mỹ. Họ xem được một đoạn phim bí mật về Ada Wong bước ra từ thứ gì đó như là một cái kén. Tuy nhiên, họ vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Helena tiếp tục tìm kiếm và bắt gặp em gái mình tại sâu bên trong cơ sở. Deborah trong tình trạng nguy kịch, cô đã bị nhiễm C-Virus nên vô cùng đau đớn. Cùng lúc này, Ada cũng âm thầm đột nhập vào cơ sở nghiên cứu của Dio Umbrella theo một lối khác để tìm hiểu xem Simon đang có âm mưu gì và tại sao đã tiết lộ kế hoạch cho cô biết. Lần sâu trong khu tàn tích dưới lòng đất, Ada nhìn thấy nhóm của Leon đang đứng trước một kẻ bị nhiễm bệnh. Ngay lập tức, cô bắn một phát vào giữa trán và kích liễu Deborah. Cả hai người lại hội cụ sau sự kiện ở Tây Ban Nha. Để ra phải vui mừng thì Leon lại sững sờ khi nhìn thấy Ada. Điều đó cũng dễ hiểu vì trước đó Leon đã xem một đoạn băng mà Ada chui ra từ một cái kén. Tuy vậy, anh vẫn xác nhận với Helena rằng Ada là đồng minh. Khi cả ba người quyết định rời khỏi khu tàn tích thì Deborah sống lại và biến thành một ả quái vật nóng bỏng theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Sau một cuộc chiến căng thẳng thì cô nàng quái vật cũng đã bị hạ gục. Helena tự hứa với em gái mình rằng sẽ bắt những kẻ đứng sau chuyện này phải trả giá trước khi buông tay thả Deborah xuống lòng đất sâu thẳm. Tới đây, Helena mới thú nhận toàn bộ sự việc. Tất cả đều là kế hoạch của cố vấn an ninh quốc gia Dietrich Siebens. Ba ngày trước vụ ám sát tổng thống, Helena bị The Family bắt cóc và đưa đến căn phòng bí mật nằm dưới nhà thờ Tol Os. Cô nhìn thấy em gái mình bị trói với lời đe dọa rằng nếu không hợp tác thì Deborah sẽ chết. Không còn lựa chọn nào khác, Helena buộc phải nghe lời của Siebens. Theo như kế hoạch của Tổng thống Adam sẽ đến trường học Ivy để dự cuộc họp báo và công bố sự thật về Umbrella. The Family đã âm thầm sắp đặt vài con Deportica có khả năng phát tán virus Captain Oz. Nhiệm vụ của Helena là đánh lạc hướng sự cảnh giác của đội cảnh vệ bằng cách thực hiện một cuộc gọi đặc danh cảnh báo sở mật vụ về việc một nhóm người đang tiến vào ngôi trường để giết Tổng thống. Đúng như kế hoạch, đội an ninh lập tức đưa Tổng thống vào căn phòng an toàn. Vào thời điểm đó, bỗng Helena thấy hối hận với quyết định của mình nên đã thông báo cho đội an ninh rằng đó là một cái bẫy.
họ nên tập hợp lại thay vì phân tán lực lượng ra. Tuy nhiên, chẳng ai thèm nghe theo lời của Helena cho đến khi con quái vật Deputica được thả ra và phát tán virus khiến Tổng thống và hàng ngàn người quanh Thôn Oz trở thành xác sống. Bằng cách nào đó, Helena và Leon không hề bị ảnh hưởng bởi virus. Họ tiến vào căn phòng an toàn để kiểm tra thì nhận ra họ đã quá muộn. Trước khi rời đi, Ada cũng bập bờ về chuyện kẻ thù bà họ đối đầu là những kẻ thực sự đang thao túng đất nước này trong bóng tối. Chỉ cần một bước đi sai thì cái giá phải trả là hàng triệu bạn người sống vô tội. Lúc này, Simon liên lạc và gợi cho cô biết thêm một vài thứ hay ho đang đợi ở phòng nghiên cứu ở tầng trên. Tò mò vì muốn biết Simon đang bày trò gì, vì thế cô tiếp tục đến phòng thí nghiệm và xem đoạn băng mà Leon đã xem lúc trước. Giờ thì Ada đã hiểu được tại sao lúc trước Leon đã nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc. Giờ thì chúng ta đã hiểu được kỳ thực đang có đến hai Ada và kẻ giả mạo chính là Ada đã từng xuất hiện tại Ododia, phát tán C-Virus và tấn công Chris. Sau khi liên kết mọi manh mối lại với nhau, nữ gián điệp kết luận rằng kẻ đang liên lạc và từng bước gợi ý cho cô không ai khác chính là Ada giả mạo. Cô ta sử dụng một thiết bị liên lạc đặc biệt để giả giọng nói và hình ảnh của Simon, hòng tiết lộ kế hoạch của mình cho cô. Cho đến lúc này, Ada vẫn chưa hiểu được mục đích thực sự của kẻ giả mạo kia là gì. Nhưng không thể để thân thế của mình bị lợi dụng dễ dàng như vậy. Cô đặt bom và phá hủy mọi thứ trong căn cứ ấy, đồng thời liên lạc với Simon để cho hắn biết thứ đồ chơi mà hắn tạo ra đang có ý định hủy diệt thế giới mà Simon đang cố gắng xây dựng nên. Một sẽ hé lộ một chút về thân thế của Ada giả mạo này. Tên thật của cô ta chính là Carla Radams, thuộc tổ chức The Family của Simon. Khi còn trẻ, Carla Radams là một cá nhân xuất chúng và bắt đầu với công việc di truyền học. Trí thông minh của cô đã thu hút sự quan tâm của Derecy Simons. Cô bắt đầu làm việc cho hắn ta trong một dự án phát triển vũ khí sinh học. Công việc của Carla về virus bắt đầu với một mẫu virus Deporica và sử dụng nó làm nền cho virus mới của mình. Carla đã thành công trong việc tạo ra T02. Bước tiếp theo trong việc tạo ra C-Virus là kết hợp T02 với một mẫu C-Virus thu được từ mẫu máu của Sherry Birkin. Điều này sẽ dẫn đến kết quả mà Carla gọi là virus hoàn hảo vì nó có thể bổ trợ những thiếu sót cho dâu. Các bạn có thể xem lại video phân tích C-Virus của Bọt để hiểu rõ hơn về quy trình hoạt động của dòng virus này nhé. Về phía Simon, hắn ta được sinh ra trong một gia đình lâu đời và quyền quý trong lịch sử nước Mỹ. Tổ tiên của Simon là người sáng lập ra tổ chức The Family. Mục đích chính của The Family là kiểm soát thế giới bằng những hoạt động thao túng chính phủ các nước, với mong muốn sẽ giúp cho sự phát triển của loài người cũng như đưa nước Mỹ trở thành cường quốc thế giới. Là hậu vệ của gia tộc, cuối cùng Simon cũng nên nắm quyền với tư cách là người đứng đầu của tổ chức The Family. Vào thời điểm trước thảm họa tại Raccoon, Simon từng thuê Ada làm vài công việc cho nhỏ cho tổ chức. Trước trí thông minh và kỹ năng sắc sảo của Ada, gã trở nên si mê cô nàng điệp viên. Thậm chí, Simon trở nên ám ảnh bởi sắc đẹp của Ada sau khi cô từ chối tình cảm của gã. Đó là lý do Simon bắt đầu thực hiện dự án Ada tại một phòng thí nghiệm ở Trung Quốc. Dự án Ada với mục tiêu là tạo ra một bản thể hoàn hảo của Ada One. Lúc bấy giờ, Carla là nữ nghiên cứu chính của dự án. Trong nhiều năm, Carla đã thử nghiệm với hàng trăm người khác nhau, thậm chí còn sử dụng C-Virus để tạo ra biến thể đột biến với hy vọng biến điều ước của Simon thành hiện thực. Tuy nhiên, hết lần này đến lần khác, tất cả những gì cô nhận được chỉ là sự thất bại. Mặc dù không tạo ra được sản phẩm như mong muốn, thì trong quá trình thí nghiệm lại tạo ra những sinh vật như Deputica và Nesdo. Cuối cùng, do mất đi sự kiên nhẫn của mình, Simon quyết định cho người bắt Carla và thí nghiệm lên chính người cô ta. Vì Carla có cấu trúc gen gần khớp với Ada, vào ngày 30 tháng 4 năm 2009, cơ thể Carla Redermus được tái sinh thành công trong một hình dạng hoàn hảo của Ada One. Toàn bộ ký ức của cô ta đều trống rỗng, tất nhiên điều này cực kỳ thích hợp để cho Simon tiêm nhiễm vào đầu cô ta bất cứ thứ gì hắn muốn. Theo như Carla biết, cô ta tin rằng mình chính là Ada One. Tâm trí của Carla được tạo ra bởi chính Simon. Không chỉ ngoại hình mà thậm chí tính cách, trí thông minh và thói quen của Ada cũng được Carla thừa hưởng. Lúc này Carla không biết rằng Simon đã lợi dụng cô cho mục đích duy nhất là thỏa mãn điều hắn hằng mong ước từ bấy lâu nay. Nhưng cho dù có bị tẩy não thì những ký ức tàn dư mờ nhạt nhất trong con người Carla bắt đầu hiện lên trong tâm trí cô. Nó gây ra sự mâu thuẫn trong tâm trí Carla vì cô tin rằng mình là người tình của Simon. Nhưng có ý gì đó trong tâm trí cố gắng nói rằng Simon đã phản bội cô và hắn phải trả giá cho việc đó. Tuy nhiên, Carla vẫn dẹp bỏ những ý tưởng đó ra khỏi đầu vì cô tin rằng Simon yêu cô thực sự và chẳng bao giờ có thể làm bất cứ điều gì để tổn hại đến mình. Trong khi đó, Simon vẫn đối xử với Carla như thể cô là Ada One thực sự,
thậm chí còn tặng cho cô một chiếc tàu ngầm như một món quà cho lòng trung thành của cô với hắn ta. Mặc dù vậy, sâu bên trong con người Kala vẫn đang cố hét lên rằng có điều gì đó không đúng. Cuối cùng thì cô ta cũng chịu lắng nghe con tim mách bảo và bắt đầu tìm hiểu sự thật. Với trí thông minh và khả năng được thừa hưởng từ Ada One, cô ta nhanh chóng biết được tất cả mọi thứ bẩn thỉu mà Saipan đã làm cho mình. Vì vậy, Kala âm thầm lên một kế hoạch trả thù và phá hủy mọi thứ mà Saipan đã gây dựng nên. Để làm được điều này, cô ta bí mật thành lập một tổ chức với tên gọi là Neo Umbrella, đặt trụ sở tại Trung Quốc, nơi đã từng là phòng thí nghiệm tạo ra C-Virus. Mục tiêu chính của Kala là tạo ra vũ khí sinh học với tên gọi SAOS. Cơ sở bí mật này nằm tại một công trình ngầm dưới đáy biển. Mặc dù chống đối Saipan trong bóng tối, nhưng ngoài mặt, Kala vẫn tiếp tục nghe theo lệnh của Saipan. Trong nhiệm vụ sẽ đưa cô ta đến với đất nước Odonia đang bị chiến tranh tàn phá ở Đông Âu. Vào tháng 12 năm 2012, Kala đến với Odonia theo lệnh của Saipan. Cô được giao nhiệm vụ xác nhận xem DNA của lính đánh thuê Josh Buehler có chứa kháng thể C-Virus hay không. Trong cuộc họp giao nhiệm vụ của mình, Kala được thông báo rằng đặc vụ DSO Sherry Perkins đã được phái đi tìm Josh Buehler và đưa anh ta đến phòng thí nghiệm của DSO. Bên cạnh việc xác nhận sự ghi cờ của Saipan, một phần nhiệm vụ của Kala cũng đã để đảm bảo rằng Sherry an toàn rời khỏi đất nước cùng với Josh. Tuy vậy, cô ta lại có một kế hoạch cho riêng mình. Sau khi xác nhận Josh Buehler biến nhiễm với C-Virus, Kala đã lệnh cho POW của mình truy tìm và bắt Josh đưa về phòng thí nghiệm tại Trung Quốc. Vào tháng 6 năm 2013, Kala liên lạc với Ada One dưới vỏ bọc của Direct Simon, hướng cô đến với một chiếc tàu ngầm lớn đóng ở phía bắc Đại Tây Dương. Ada được thông báo rằng có thông tin trên tàu có thể khiến cô quan tâm. Căn cứ tàu ngầm đã được thiết lập để nhận dạng dấu vân tay của Ada và thậm chí cả giọng nói của cô, giúp nữ điệp viên dễ dàng tiếp cận với mọi thứ. Vì sự có mặt của Ada tại căn cứ này đã cho cô biết một chút thông tin về bản sao của mình được tạo ra bởi Simon. Vậy là bây giờ chúng ta đã biết, không chỉ có Saipan thuộc tổ chức The Family nhúng tay vào việc khủng bố thế giới bằng vũ khí sinh học, mà còn có sự tham gia của Kala Radams dưới hình dạng của Ada One thuộc tổ chức Neo Umbrella. Mỗi người đều vì một mục đích riêng của mình, nhưng tất cả cũng đi đến với một điều duy nhất là tạo ra vũ khí sinh học gây nên cuộc đại diệt chủng cho toàn nhân loại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của Mọt Kim. Các bạn đừng quên like để ủng hộ bọn mình và subscribe để nhận được thông báo khi bọn mình upload những video tiếp theo nhé. Sự ủng hộ của các bạn chính là động lực giúp bọn mình có thêm hứng thú làm tiếp các video để đem đến những thông tin bổ ích dành cho game thủ đó. Ngoài ra, bọn mình cũng có fanpage Mọt Kim tại link dưới đây và cộng đồng tại group để các bạn có thể trao đổi thêm với gia đình Mọt Kim cũng như cộng đồng game thủ nè. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.